Đây rồi, con mồi của mình đây rồi. Anh bỏ lại tôi ra, anh để tôi chết tôi không muốn sống nữa. Hay là cô về làm giúp việc nhà tôi đi. Hôm trước tao vừa mới gặp lão Lâm nhà mày, đeo nó ngoài đường, ôm ấp nhau tình cảm lắm luôn ấy. Anh thương cái Quyên chỉ là tình cảm thương hại, khó khăn thì anh mới giúp đỡ. Lát nữa, anh sẽ nhờ thợ pha phá cửa, phá két sắt, lấy hết tiền của giấy tờ công ty. Khốn nạn! Kìa em! Hai người. Mọi việc không như em nghĩ đâu, là do cô ta. Do cô ta xúi giục anh, cho nên anh mới như thế. Còn bây giờ, hai người cút ngay ra khỏi nhà tôi! Kìa em! Đây rồi, con mồi của mình đây rồi. Trông cũng ngon đấy. Ôi, kìa. Anh bỏ cái tôi ra, anh để tôi chết tôi không muốn sống nữa. Sao lại dại dột thế, chết có giải quyết được vấn đề gì đâu. Vào đây, cô vào đây. Ngồi xuống đây. Thế làm sao? Có chuyện gì kể tôi nghe xem nào. Tôi bị người yêu bỏ. Anh ta lừa lấy hết tiền và đồ của tôi. Bây giờ tôi không có tiền gửi về quê cho bố mẹ. Mà bố tôi đang bị bệnh nữa. Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu mà. Ôi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Vì một gã đàn ông tồi tệ như thế mà cô chấm dứt cuộc đời thì có đáng không hả? Tôi cảm ơn anh, nhưng mà tại tôi bất lực quá, tôi không biết phải làm thế nào cả nên... Thôi được rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Thế giờ cô làm gì, đi đâu hả? Mấy ngày hôm nay tôi đều đi tìm việc, nhưng mà không có ai nhận cả. Anh có biết chỗ nào tuyển người không ạ? Thôi được rồi, hay là cô về làm giúp việc nhà tôi đi. Vợ tôi cũng bận, không chăm lo được gia đình, cũng đang cần giúp việc đây, được không? Được thế thì tốt quá ạ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Thế thôi, đi theo tôi. Đi. Ừ. Quyên ơi, em dọn dẹp nốt giúp chị nhá. Chị đi làm đây. Anh Lâm không đi với chị à? À không, anh Lâm lát nữa đi sau. Thế nhá, chị đi. Vâng ạ. Chị mà lên làm bà chủ á thì chết với chị. Mình mà mặc hàng hiệu vào trông cũng sang phết đấy chứ. Kém ai đâu. Anh bị đau cổ vai gáy ạ? Ừ. Thì bóp vai cho anh ạ. Anh cảm ơn. Anh uống nước đi ạ. Ôi, em xin lỗi ạ. Để em lau cho anh. Đi, vào đây mày. Ngồi đi. Sao hôm nay mày vào nhà tao mày cứ bịt mãi khẩu trang thế? Đang ốm lắm đây này. Nhưng mà thôi, có việc quan trọng hơn. Lão Lâm nhà mày đâu? Lão Lâm nhà tao á? Đang ở trong phòng ngủ. Sao? À đây, đợi tao. Quyên ơi! Dạ.
Dạ. Ờ, mang cho chị hai cốc nước ra đây nhá. Đây, đợi tí. Nhìn mặt mày hôm nay có vẻ nghiêm trọng thế nhở? Em nói gì ạ? Cái con bé này là... À, nó là cái Quyên, giúp việc mới nhà tao đấy. Anh Lâm hôm nọ mới đưa về. Tao nghe nói hoàn cảnh con bé cũng khó khăn lắm mày ạ. Ôi trời ơi, thế thì đúng rồi. Hôm trước tao vừa mới gặp lão Lâm nhà mày, đeo nó ngoài đường, ôm ấp nhau tình cảm lắm luôn ấy. Ai ngờ nó lại ở trong nhà mày. Mỡ dâm với miệng mèo ấy này, sao mày dại thế? Mày nhìn nhầm hay sao ấy? Làm gì có chuyện đấy. Nhìn nhầm là nhìn nhầm thế nào được? Mắt tao còn tinh hơn cả mắt cú vọ, mày không biết à? Mà nhá, cái thời buổi Tuesday lên ngôi như này ấy, mày cứ phải cẩn thận vào. Cứ chúi đầu vào công ty xong đến lúc mất chống là không biết đâu. Máy tao hết pin không thì tao cũng chụp lại cho mày xem. Mày nói thế nào ấy chứ? Tao tin tưởng ông Lâm nhà tao. Mà anh Lâm anh ấy cũng yêu tao lắm. Tao không nghĩ anh ấy là người như thế đâu. Không tin ấy thì mày cứ thử đi rồi biết. Nói chung là bạn bè ấy, tao chỉ nói thế mày thôi, còn như thế nào là quyền của mày. Đến thông báo cho lại còn. Tao về đây, mệt quá. Ok, cất điên này. Đêm qua chị chẳng ngủ được tí nào. Chị ngả lưng một tí, đừng gọi chị nhé. Vâng. Về lúc nào đấy? Anh có về đâu, anh mới trong phòng đi ra. Em mệt à? Anh thấy em ngủ say quá nên anh chẳng gọi. Vâng, em mới chợp mắt được một lát. À, quên này, em ra hàng thuốc mua hộ chị viên thuốc đau đầu nhá. Chị đau đầu quá. Để anh đi cùng, anh cũng có vài thứ muốn mua ở đấy. Thôi, anh cần mua gì thì cứ bảo cái Quyên nó mua. Em có chuyện muốn nói với anh. Thôi, để sau cũng được. Quyên đi đi đi. Vâng ạ. Sao đây hả? Anh này hả? Dạo này em thấy ánh mắt anh nhìn cái Quyên lạ lắm đấy nhá. Thì lạ đâu mà lạ. Em bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Có phải vì áp lực công việc quá nên là em nhạy cảm đúng không? Hả? Anh với Quyên có gì với nhau đâu. Thật không? Thật, tại sao lại không? Anh với cái Quyên ấy chỉ là đồng hương với nhau thôi. Anh thương cái Quyên chỉ là tình cảm thương hại. Khó khăn thì anh mới giúp đỡ. Chứ... anh vẫn yêu em nhất mà. Thôi được rồi. Lần này em tạm tin anh ấy nhá. Anh biết rồi. Nhưng em vẫn khó chịu lắm đấy. Cái Quyên trông nó cũng trẻ trung, mơn mởn xinh đẹp như thế. Cùng là phụ nữ, ai mà chẳng ghen. Được rồi, anh biết rồi. Được chưa? Đây, đợt này em đi công tác lâu, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Rồi, anh ở nhà quản lý nốt mấy cái dự án còn dở cho em nhá. Anh biết rồi. Quyên này, ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa giúp chị,
với cả lo cơm nước cho anh Lâm nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Ừ. Thôi, em đi đây. À ừ, em đi cẩn thận nhá. Chị đi nhá. Vâng, em chào chị. Này, anh bảo, đợt này chúng ta phải cẩn thận thôi. Cô ta bắt đầu để ý rồi đấy. Anh không phải lo đâu, cô ta không biết đâu mà sợ. Lần công tác này, cô ta đi khá là lâu. Chúng ta phải chớp thời cơ, em hiểu không? Lát nữa, anh sẽ nhờ thợ phá khóa tới, phá két sắt, lấy hết tiền và giấy tờ công ty. Sớm muộn ấy, cái công ty ấy sẽ rơi vào tay anh và em mà thôi. Khốn nạn! Kìa em! Hai người, mọi việc không như em nghĩ đâu. Mọi việc không như tôi nghĩ à? Tôi đã nghi ngờ hai người từ lâu rồi. Cho nên hôm nay tôi mới nói là tôi đi công tác, để tôi xem hai người ở nhà làm cái trò gì sau lưng tôi. Và tôi thật là không ngờ. Em, anh đã bảo mọi việc không như em nghĩ đâu mà. Anh còn cãi nữa à? Chính mắt tôi nhìn thấy. Và tôi đã nghi ngờ hai người từ lâu rồi. Nên hôm nay, trước khi đi, tôi đã để điện thoại ở nhà để ghi âm mọi cuộc nói chuyện của hai người. Hai người giỏng tay lên và nghe cho kỹ đi. Đợt này chúng ta phải cẩn thận. Cô ta vẫn đang để ý. Anh không phải lo đâu. Cô ta không biết là sao. Lần công tác này, cô ta đi khá. Chúng ta phải chớp thời cơ, em hiểu không? Lát nữa, anh sẽ nhờ anh. Hai người đã nghe chưa? Nghe kỹ chưa? Anh xin lỗi. Là do cô ta. Do cô ta xúi giục anh, cho nên anh mới như thế. Anh xin em đấy, em cho anh một cơ hội thôi mà. Là cô ta xúi giục á? Nếu bản thân anh không muốn làm thì ai có thể xúi giục được anh? Tôi sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn và bãi nhiệm mọi chức vụ của anh ở công ty. Còn bây giờ, hai người cút ngay ra khỏi nhà tôi. Ờ kìa, em cho anh một cơ hội nữa thôi mà. Tôi không muốn nhìn thấy hai người thêm một giây phút nào nữa. Cút!